Rồi, chào quý vị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị một số củ loa đến từ Mỹ ha. Thì ở trong là một hai là hai cái củ loa Mỹ. Những cái củ này nó đây. Củ loa tháo trong là cái loa Mỹ ha. Đây. Đây là củ loa của đôi Yamaha Mỹ nè, S115 nè. Cái màn quý vị thấy giống gì bị lợ không? Còn đây là tháo trong súp Lazero. Lazero súp Mỹ, súp nó đánh cực kỳ hay luôn. Bắp 40 hết. Còn đây là loa toàn giải của Mỹ ha. Thì quý vị thấy từ bánh chưng thì quý vị hiểu rồi. Vì em đo cái đường này xéo là một gang tay thôi quý vị. Cụ rất khủng. Loa toàn giải nha. Đây. 40 cm toàn giải. Rất khủng, đẹp xuất sắc luôn. Còn đây là cụ Yamaha Gia 3803. Bass 40 ha. Công suất nó là 8 ohm 120W. Công suất rất là cao luôn. Em có 3 cặp quý vị. 3 cặp. Quý vị thấy 120W là công suất không phải nhỏ ha. Và cái củ từ của nó này là khoảng 137, 138 ha. Rất khủng quý vị. Màn màu trắng quý vị, em chưa khui luôn. Củ JBL 2470 ha. Kèn và họng 2345. Khủng khủng long. Này xe ngang nó khoảng 55 ha. Rất là VIP. Rồi, em bắt đầu báo giá luôn. Vortex FE 206E nè. Này thì lo toàn giải ha. Hôm trước em có giới thiệu rồi. Đây. Cặp này thì hôm nay là 5 triệu rưỡi luôn nha quý vị. 5 triệu rưỡi ha. Nhanh gọn. Cặp Yamaha, bass Yamaha này. Mấy cặp này nói chung là đẹp xuất sắc hết nha. Nè, mình sẽ khui, em sẽ chụp. Mấy cặp này thì giá nó là 5 triệu rưỡi luôn, 5 triệu rưỡi luôn. Những củ Mỹ này thì giá thì hôm nay là 5 triệu nha. Mấy cái này là em dùng, em nhập về để ráp lo kéo nha. Và em đã ráp mấy cặp rồi vì em gửi cho khách hết mấy cặp em ráp luôn rồi. Còn củ súp này thì nó 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Củ da này là 5 triệu rưỡi ha. Củ Mỹ này thì 7 triệu rưỡi quý vị. Đôi kèn này thì em có báo giá hôm trước là 23, 24 gì đó. Thì hôm nay giá khuyến mãi cực kỳ tốt là 22 triệu cho đôi kèn này ha. Gồm họng và củ. Cái củ này không là hết 13, 14 rồi. Cái họng cũng vậy quý vị. Cái họng nếu mà quý vị mua rời khoảng 13 ha. Nhưng mà giá cả bộ chỉ 22 thôi. Ở đây em còn một cặp cũ của Yamaha cũ nữa. Cũ còn lớn luôn quý vị, cũ lớn luôn. Chà bá luôn nè, Yamaha Mỹ. Cái họng thì em gắn tạm cái họng của họng mới Trung Quốc ngoài chợ em mua, em gắn vô để mà test thôi. Chứ cái họng nó không có, chỉ có cũ thôi. Quý vị nào lấy thì hôm nay em cái cũ này thì em bán như giao lưu đó quý vị là giá 4 triệu rưỡi luôn ha. Rất có. Bên đây là cụ Mỹ GTL 30. Hôm trước em có bán cặp rồi, hiện nay còn cặp nữa mới về ha. Đó, gần vải, rất đẹp. Mấy nồi ha, 3 triệu thôi. Loa toàn giải Anh Quốc Made in UK. Đồ này rất hay nha, đánh có bát luôn, rất hay. Này lên thùng bát 20 nè, đây lên thùng tuyệt vời. Hôm nay giá quý vị cực tốt rồi, giá 2 triệu rưỡi một cặp, 2 triệu rưỡi thôi. Nhanh gọn. Anh Quốc tiếng rất hay quý vị, làm quý vị mạng rất mỏng. Tiếng rất hay luôn. Có mấy cặp ha.